7 chị em gái cùng ném tú cầu tuyển chồng một ngày, 6 chị gái đều được gả cho những anh chàng cao giáo đẹp trai giàu có. Còn chồng của cô Út lại là một tên đen nhẹp, nhưng vì anh ta là người bắt được tú cầu của mình, nên công chúa Út chỉ có thể dọn vào nhà riêng của anh ta. Quần thô áo vải cũng không che lấp được sắc đẹp của nàng. Sang Thông không ngừng cảm tạ trời xanh đã ban cho mình một cô vợ xinh đẹp như thế này. Các chị cùng nhau đến thăm em gái của mình. Khi vừa nhìn thấy một tên đang ngủ ngáy khò khò thì nổi giận, nhưng có lắc thế nào, em rể kia vẫn ngủ như heo vậy. Cuối cùng họ chỉ có thể cắt đứt cả võng. Như vậy mới gọi Sang Thông tỉnh lại. Các chị đã khuyên nhủ Rotiana đừng có quan tâm đến việc ném tú cầu tuyển chồng nữa, nhanh chóng rời xa tên này đi. Nhưng cô gái lại nói nếu như Sang Thông đã bắt được vòng hoa thì cô phải tuân theo sự sắp xếp của vận mệnh và tiếp tục sống với anh ta. Thấy em gái cứng đầu như vậy, các chị liền tức giận bỏ đi. Nhưng anh chàng này quá nghèo rồi, đến một hạt gạo cũng không có. Thị nữ của Rotiana chỉ đành đi cầu xin các chị gái của cô giúp đỡ. Các chị gái đang tức giận đã lấy thức ăn giải lên đầu cô, sau đó chửi mắng cô thậm tệ. Sang Thông lúc này cũng đã nhận được bánh ú từ người bạn nhỏ. Đến buổi tối, hai người lại vì chút thức ăn mà tranh giành với nhau. Sang Thông đã ôm cái bụng đói đang sôi sùng sục mà cảm thấy ấm ức. Đến nửa đêm, Sang Thông vì đói bụng mà phải cởi bỏ mặt nạ ra. Anh ngồi bên cạnh bờ suối, sử dụng tiên pháp mà nữ vương khổng lồ từng dạy, sau đó ăn cá nướng. Sang Thông bất giác nhớ về nữ vương kia mà hai